Ngày 14 tháng 12, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ thông tin vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cô giáo vì đã có hành vi gây tổn hại tinh thần, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, các tình tiết tăng nặng, vi phạm hành chính nhiều lần, vi phạm hành chính đối với nhiều người. Trước đó, ngày 3 tháng 10, trên mạng xã hội xuất hiện là thư được cho là của cô giáo G xin lỗi phụ huynh và trẻ đã gửi tại Em School phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ. Trong thư, cô G thừa nhận trong thời gian làm việc ở lớp tốt lơ tại em school đã có các hành vi sai trái diễn ra với nhiều trẻ. Bên cạnh đó cô G còn thừa nhận đã có hành vi lôi kéo thao túng phụ huynh, lừa dối phụ huynh, bỏ đói các con, để các con khác nóng. Một số phụ huynh phản ảnh con mình bị bỏ đói, con đi học về đói run hai tay, cầm chén bưng khắp lớp xin các cô nhưng không cô nào cho. Các con đau ốm triển miên. Sau khi xảy ra vụ việc, ủy ban nhân dân phường Hòa Xuân đã tạm đình chỉ nhóm trẻ này để điều tra, xác minh. Bà Hồ Thị Cẩm Nhung chủ tịch ủy ban nhân dân phường hòa xuân cho biết sau khi bị đình chỉ hoạt động để phục vụ việc điều tra chủ nhóm trẻ này đã có đơn gửi ủy ban nhân dân phường hòa xuân xin giải thể tất cả trẻ trong các lớp được chuyển sang học ở những cơ sở khác